Xin chào cả nhà. Bây giờ trời lên. Đúng rồi. Bây giờ là sáng sớm nè. Đi ngắm bình minh. Đi ngắm bình minh. Em mình đi ngắm bình minh. Đang ở đâu hai? Bây giờ mình sẽ đi ngắm bình minh ở đâu? Ở Mammoth Lake. Bây giờ mình sẽ ra xem mặt trời mọc như thế nào nha. Và sẽ mặt trời thường mọc ở đâu cũng giống nhau. Sẽ ghi lại nơi chỗ lạ khác. Cái gì mà lạ lạ cái nó cũng khác. Em đi. Cái cảm hứng nó khác. Đây phải đi sâu coi phim nè, đây nè. Đó, tâm. Hot boy, hot boy. Vô đêm vô 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 vô. Vô chứ. Sáng mình đi mang cà phê ra. Cà phê hổng. Đó. Mình uống cà phê, mình ngắm mặt trời mọc. Giờ mình ra xe. Mình sẽ đi một vòng ở đây. Đây à. Không khí ở đây giống Sa Pa, nhưng mà cái kiến trúc ở đây giống Sa Pa. Hello, bây giờ cả nhà đi ngắm bình minh. Nói rồi anh. Bây giờ mình đang chờ mặt trời mọc. Trong thời gian chờ này mình đi vòng vòng ở đây. Trời khá lạnh nha cả nhà. Chị đi nhớ trang bị đầy đủ nha. Và mặt trời đã ló dạng rồi. Phía sau mình là mặt trời nè. Ông mặt trời đã thức dậy.
Nguyên người cá chân luôn chưa? Đúng rồi, cá chân luôn. Dạ. Đang xong rồi, đứng. Dạ, biết là đứng lên em. Rồi, tắm nó hết người nữa. Đây, à, đây. Trời, nó lạnh lạnh nhưng mà vẫn ấm. Ok, rồi chụp kem em. Được chưa? Điểm không? Quá đẹp luôn. Ok được rồi em. Quay phim, quay phim, quay phim. Memo Lake. Cách xa dây của mình là 6 tiếng. No, 5 tiếng. Gần giặt sim đi. Địa điểm này nếu như ai đã đi Yosemite rồi thì đây là một cái điểm kế tiếp không nên bỏ qua. Nhất là mùa thu, nhất là mùa thu. Trai gái mình lên đây về nhà có chuyện gì không ai chịu. Thôi. Dạ lên đây. Đây đây đây. Về nhà trẻ trung xinh đẹp trẻ ra người tuyệt vời. Rồi sau mình sẽ trở lại. Vào mùa này quá đẹp, nhất quyết phải trở lại. Mình đi ngắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, tại vì cả nhà sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo.